Hello các bạn, ta sử dụng sống mũi bằng silicone thì làm cho cái sống mũi rất là mềm mại, các bạn có thể xoay vặn được. Quá trình thao tác rất là dễ dàng, chi phí thấp, phẫu thuật đơn giản, việc lấy ra cũng dễ dàng. Tuy nhiên nó có hai đặc tính các bạn phải lưu ý. Thứ nhất là nó sẽ hơi lung lay cái phần sống mũi do nó không bám dính được vào mũi của các bạn. Thứ hai, hình thành nên bao sơ nên có thể gây ra co rút làm ngắn lại cái đầu mũi của các bạn theo thời gian. Còn sống mũi sujiform như thế nào? Các bạn theo dõi bên này. Chào các bạn, đây là sống mũi sujiform, là một loại sống mũi được nhập khẩu từ Mỹ. Nó có rất nhiều những ưu điểm so với silicone. Thứ nhất, đó là nó hoàn toàn dính được vào cái phần mô mũi của các bạn nên không có hiện tượng bị xê dịch, bị di chuyển hoặc bị di lệch theo thời gian. Nó tạo cho các bạn có cảm giác rất là yên tâm về cái sống mũi của mình. Cái điểm thứ hai đó là nó rất là nhẹ. Nó nhẹ hơn rất nhiều so với sống mũi của silicone. Do đó, nó làm cho cái cảm giác gắn chất liệu vào cái vùng mũi của các bạn rất là nhẹ nhàng và dễ chịu. Đặc tính thứ ba đó là nó không hình thành ra bao sơ và không gây làm co rút ngắn cái đầu mũi giống như silicone. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm, đó là khi tháo ra sẽ khó khăn hơn so với sống mũi silicone. Cái thứ hai là các bạn sẽ không có thể xoay vặn được mềm mại giống như là đúng với sống mũi silicone. Cái thứ nữa đó là chi phí phẫu thuật, do giá vật liệu của cái này nó cao hơn, dẫn đến chi phí phẫu thuật của nó cao hơn. Và ở đây tại trung tâm, tại Viện Nâng Mũi Buffet thì chúng tôi luôn quay phim lại toàn bộ quá trình đặt sống mũi để chứng minh cho các bạn biết là bác sĩ đặt sống mũi sujiform hay là bác sĩ đặt cái sống mũi silicone vào mũi của các bạn. Các bạn hoàn toàn yên tâm về tính minh bạch của ca phẫu thuật.